Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Xe ô tô của VinFast liệu có rẻ? Mua xe rẻ là đóng dấu hộ nghèo. VinFast liệu có làm xe giá rẻ hay không? Để bàn về chuyện này, trước hết chúng ta hãy nhớ lại chuyện xe giá rẻ của Ấn Độ. Khi liên doanh Maruti Suzuki chấm dứt mẫu xe rẻ nhất ở Ấn Độ vì kém lợi nhuận, tập đoàn ô tô Ấn Độ Tata sở hữu cả Jaguar, Land Rover và có giá trị vốn hóa 130 tỷ USD quyết định sẽ thay đổi thị trường bằng một chiếc xe rẻ nhất thế giới. Đằng sau quyết định này, lòng thương người của chủ tịch tập đoàn Tata, ngài Ratan Tata, ông muốn mang lại cho người Ấn Độ một chiếc xe hơi giá rẻ ngang với chiếc xe máy. Năm 2009, Tata Nano với giá cam kết 2.000 đô la được ra đời. Trước đó, Tata dự kiến bán 250.000 xe một năm. Các thương hiệu lớn khi nghe tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai, báo giới tung hô thật miệt mài. Chính phủ Ấn Độ hân hoan, người dân Ấn Độ rất là hoan hỉ. Chỉ mỗi tội giới buôn xe cũ chết sặc, vì người chơi đợi Nano, giá các loại xe cũ giảm ngay 25-30%, tiếng ai oán của đám cò xe thấu tận trời xanh. Chính phủ Ấn Độ còn phải đề ra phương án giải quyết hệ lụy xã hội khi thị trường xe cũ bị phá vỡ vì Nano. Người dân Ấn Độ như lên đồng, báo chí ghi nhận hội chứng cuồng Nano. Trước ngày Nano ra mắt, Tata in sẵn 2 triệu form đặt hàng với dự kiến đạt tối thiểu 500.000 đơn hàng. Ngân hàng nhà nước Ấn Độ lo sợ cơn cuồng Nano làm hệ thống của Tata quá tải, cũng phải nhận rút về mấy trăm ngàn form đặt hàng. Ngày 25 tháng 4 năm 2009, Tata công bố chỉ có 100.000 khách hàng may mắn được mua xe trong năm 2010. Một kết quả quá hụt hẫng so với chỉ tiêu ban đầu. Tại sao người Ấn Độ lại đón nhận giấc mơ của mình e dè hơn mong đợi? Hóa ra khi xem thực tế, giấc mơ xe hơi giá rẻ, người Ấn Độ đã đa phần lẳng lặng bỏ đi. Nano không phải thứ họ cần. Tata Nano dùng động cơ 2 xi lanh có 624 phân khối. Cốp sau xe chỉ có thể chui được vào từ trong xe vì cửa hậu được hàn kín. Họng bơm xăng được đặt trong cốp xe trước, khi bơm xăng buộc phải mở cốp xe. Xe chỉ có một cần gạt nước và một gương chiếu hậu. Xe cũng không có túi khí và không có điều hòa. Ngoài ra trên Nano còn có những giải pháp kỹ thuật táo tợn như toàn bộ máy và hộp số chỉ được treo trên 3 con ốc. Lốp cũng được lắp bằng 3 con ốc, thông thường phải là 5 hoặc là 6 ốc. Tata đã làm tất cả chỉ để đạt được một mục đích là người nghèo ở Ấn Độ có thể mua được xe ô tô. Nhưng người nghèo Ấn Độ lại đáp lại thịnh tình của Tata bằng doanh số 74.527 xe vào năm 2011, quá thấp so với dự kiến là 250.000 xe một năm. Nguyên nhân thất bại được đem ra mổ xẻ. Tội đồ đầu tiên được lôi ra là marketing khi định vị Nano trở thành xe ô tô rẻ nhất thế giới cho người nghèo. Ngài Ratan Tata đáng kính quên mất là Ấn Độ là một xã hội coi trọng đẳng cấp. Người nghèo cần phẩm giá, không cần một chiếc ô tô chỉ giấu cho sự nghèo hèn của họ. Điều này khi rời nhiệm sở vào năm 2014, ngài Ratan Tata đã cay đắng thừa nhận. Cựu giám đốc điều hành Tata Carl Slim thời đó, dù hứa đã không kết liễu Nano, nhưng cũng phải thừa nhận với Bloomberg, những người đi xe ga sẽ chẳng hứng thú gì với Tata Nano. Bởi những người khác nghĩ họ đang mua một chiếc chẳng phải xe hơi, cũng không phải là xe hai bánh. Số người có xe hơi cũng không bận tâm đến nó bởi họ không muốn thay đổi phương tiện 4 bánh thành 2 bánh. Mặc dù sau đó Tata đã làm mới sản phẩm bằng cách đổi thông điệp xe rẻ cho người nghèo sang thành Smart City Car với tập khách hàng mới trẻ trung hơn. Nano bây giờ cũng có CD, cũng có la răng đúc, có lái trợ lực và quan trọng hơn giá xe cũng không còn là 2.000 USD nữa. Tuy nhiên đã quá muộn để cứu Nano, từ đỉnh cao 74.527 xe vào năm 2011. Doanh số Nano giảm xuống còn có 7.591 xe trong năm 2016. Và năm 2017 còn thê thảm hơn khi trong tháng 7 vừa qua doanh số Nano bán ra đạt mức thấp kỷ lục, chỉ có 260 xe. Cũng trong tháng 7, hai mẫu xe cùng phân hạng Nano nhưng đắt tiền hơn của Maruti Suzuki lại bán được tới 52.000 xe. Một chuyện tương tự như ở Ấn Độ đã xảy ra ở Việt Nam vào năm 2009. Mác xe Cherry của Trung Quốc ra mắt với mẫu xe QQ giá bán 9.900 đô tại Việt Nam. Để thấy Cherry QQ đắt hay rẻ, ta nên nhìn lại thời điểm đó khi một chiếc Honda Spacey bán tại Bà Triệu có giá 17.000 đô la. Vì Hà Nội đang sốt Spacey, hôm đó anh em báo chí bản tán rất hào hứng về QQ, mọi người đều cho rằng Cherry QQ là sự lựa chọn quá hợp lý cho người Việt, doanh số của QQ sẽ cất cánh ngay sau ngày hôm đó. Công bằng mà nói, Cherry QQ thất bại. Vì nếu như có nhu cầu xe nhỏ, người ta đã có những lựa chọn xe cũ ngang giá nhưng an toàn hơn như Kia Morning, Daihatsu Matiz. Thêm nữa, người Việt thấy đi ô tô Trung Quốc rẻ tiền không khệnh bằng Honda Spacey. Bây giờ kinh tế đã khá giả hơn rất nhiều, người Việt bắt đầu chú ý đến hình ảnh,
lối sống nên bắt đầu dịch chuyển sang các mác xe có tính cá nhân hơn. Ford đã có mẫu xe bán vượt Toyota Ranger, doanh thu đều trên 1.000 xe một tháng so với Hilux chỉ tính hàng trăm. Mercedes-Benz Việt Nam bứt phá ngoạn mục với doanh thu 4.400 xe trong năm 2016 nhờ chiến lược trẻ hóa sản phẩm. Sự lên ngôi của các mác xe thiếu điểm mạnh về thanh khoản như Ford và Mercedes-Benz cho thấy một xã hội nhanh thay đổi. Người Việt Nam bắt đầu sống cho mình nhiều hơn, nhưng bản chất vẫn là câu chuyện hình thức một khi họ đã phải thanh minh về sự lựa chọn của mình. Tôi đi xe này vì tôi không nghĩ đến chuyện mất giá, hoặc là xe Đức mới là đẳng cấp. Vì trong sâu thẳm, người Việt vẫn xem xe như là một tài sản khi lựa chọn Toyota, hoặc là một chỉ dấu của vị thế ở trong xã hội khi người ta chọn Mercedes-Benz hoặc là BMW hoặc là Lexus, chứ chưa tới mức phải xem ô tô là phương tiện để chọn một cái loại xe giá rẻ. Thực tế Kia Morning Van, Chevrolet Park Van với giá trên 300 triệu chính xác là các xe giá rẻ. Nhưng thật đáng tiếc, những chiếc xe này không thể phô trương hay ngầm ẩn rằng chủ xe không nghèo. Một cấp độ dễ chịu hơn so với việc đóng mác hộ nghèo của Tata Nano. Hay đơn giản, số đông đang muốn có xe 300 triệu nhưng lại phải có công năng và cảm xúc của một chiếc xe có giá trên 1 tỷ, khó hơn là lên rời. Việt Nam cũng là một bản sao của xã hội thích đẳng cấp, y như là Ấn Độ, cho nên Tata Nano mới nếu được VinFast cho ra đời thì sẽ cũng bị dính theo cảm xúc nhất thời của số đông. Thế nên VinFast đừng nên làm xe rẻ, hãy làm một chiếc xe tương xứng với mức giá của nó. Và cũng đừng quên rằng người nghèo ở ta cũng như ở Ấn Độ thích ghi phẩm giá của họ, chứ không phải là lấy một cái bằng chứng nhận sự nghèo khó của họ bằng một cái mẫu xe giá rẻ. Nếu VinFast bán xe giá rẻ, họ biết ăn nói thế nào với khách hàng của mình? Bài học của những kẻ đi chiếc có thể khiến VinFast chùn tay khi làm một chiếc xe theo quan điểm nhanh nhiều tốt rẻ. Thế nào là xe giá rẻ? Không dễ để trả lời câu hỏi này. Khái niệm rẻ hay đắt của một sản phẩm trước hết còn tùy thuộc vào góc nhìn, vào góc độ cung ứng. Các hãng sản xuất ô tô quy định hẳn vài phân khúc xe giá rẻ, thường là các dòng xe cỡ nhỏ, xe mini car động cơ nhỏ, nội thất cơ bản. Có một vài biến tướng của xe giá rẻ do hãng sản xuất đưa ra, chẳng hạn xe ở phân khúc cao hơn nhưng bỏ bớt hoặc là bỏ hoàn toàn các tùy chọn để nới rộng giải khách hàng, hoặc thậm chí vẫn giữ nguyên tùy chọn nhưng bán với giá rất gần với giá sản xuất nhằm mục đích xác lập thị phần. Trường hợp các hãng xe của Trung Quốc, hãng Guangzhou Automobile Group Motor khi thâm nhập thị trường Mỹ đã giảm giá tới 30% so với đối thủ trong cùng phân khúc để đánh chiếm nhanh mảng thị trường mục tiêu nhằm xác lập lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp đi trước. Tuy nhiên, giá rẻ để bán không phải lúc nào cũng trùng hợp với giá rẻ để mua. Người tiêu dùng có góc nhìn riêng của họ về xe giá rẻ. Đôi khi giá rẻ trong quan niệm của người tiêu dùng có thể là giá vừa túi tiền, hoặc là rẻ là so với giá của một vài mẫu xe tương đương mà họ biết. Với người tiêu dùng Việt Nam thì quan niệm xe giá rẻ lại còn khác nữa, được đánh giá là một trong những thị trường ô tô tiềm năng bậc nhất ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Kỳ thực thị trường ô tô Việt Nam còn rất hoang sơ vì người dân hầu như không thể mua ô tô mức giá quá cao được quy định bởi các sắc thuế. Mức giá bán ô tô tại Việt Nam trung bình cao hơn trên 2 lần so với giá tại các thị trường lớn như châu Âu hoặc Bắc Mỹ, cũng thuộc hàng đắt nhất khi so với các thị trường trong khu vực. Trên nền giá như thế, chỉ cần xe được bán với giá thấp hơn một chút là người tiêu dùng đã cảm thấy rẻ rồi. Rất dễ nhận ra điều này khi nhìn vào thị trường ô tô trong năm 2017. Trước bối cảnh chuẩn bị bước sang năm 2018, với thuế nhập khẩu nội khối ASEAN giảm về 0%, hàng loạt các hãng xe trong nước đã thực hiện chiến lược giảm giá để thu hút khách. Ngay từ đợt giảm giá đầu tiên, không ít người đã bỏ tiền mua xe vì thấy rẻ. Nhưng chiến dịch giảm giá được các hãng thực hiện không chỉ một lần, và có những mẫu xe giảm giá tới vài lần thì vẫn chưa về đúng tầm giá thực. Chỉ có điều, hễ có giảm giá là khách hàng thấy xe rẻ lần nào cũng mua. Liệu VinFast có sản xuất được xe rẻ? Phải khẳng định ngay là ở giai đoạn tung ra thị trường những sản phẩm đầu tiên, xe của VinFast không phải là xe giá rẻ. Trên trang web công bố các mẫu xe thiết kế của mình, VinFast cho biết các mẫu xe này đều đạt tiêu chí thiết kế sang trọng, thời thượng và hiện đại. Trừ khi bạn đã quay ngược thời gian để trở về với giai đoạn mà sản xuất ở Việt Nam được phấn đấu theo các tiêu chí đồng thời nhanh, nhiều, tốt, rẻ. Còn không thì ba tiêu chí mà VinFast nêu ra thuộc tiêu chí cho phân khúc xe hạng sang, hoặc ít nhất cũng thuộc phân khúc xe cỡ tầm trung, tiệm cận phân khúc sang chứ không thể là xe bình dân giá rẻ được. Có vài lý do sau đây khiến chúng ta tin rằng VinFast định vị sản phẩm của mình ở phân khúc xe sang. 1. Vingroup là tập đoàn kinh doanh sản xuất đa ngành, và các sản phẩm của Vingroup đưa ra thị trường cho đến nay đều được định vị là ở các tiêu chí như đẳng cấp, hiện đại và sang trọng. Đó là các sản phẩm như khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl, khu đô thị Vinhome, kèm theo hệ thống siêu thị, cửa hàng, trường học, bệnh viện cao. VinFast là một sản phẩm nằm trong chuỗi sản phẩm của Vingroup
và sẽ khó có thể giải thích được rằng đó sẽ là một sản phẩm bình dân giá rẻ. Thứ hai, một lý do khác thuộc về khách quan, mặc dù nhu cầu sở hữu ô tô của người Việt Nam là rất lớn, song ở góc độ quản lý, các cơ quan hữu quan rõ ràng không hề muốn có lượng ô tô tăng lên quá nhiều bởi hạ tầng giao thông tại Việt Nam chưa thể đáp ứng nổi trong tương lai gần đây. Theo ông Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, cơ quan quản lý sẽ tìm cách hạn chế việc sở hữu ô tô cá nhân bất chấp thuế nhập khẩu nội khối ASEAN giảm về không, khiến giá xe sẽ rẻ hơn. Rốt cuộc, sẽ vẫn chỉ có một số ít người có tiền là sở hữu được xe ô tô và lẽ dĩ nhiên không phải là ô tô giá rẻ. Ngoài ra, hẳn các nhà hoạch định chiến lược phát triển cho VinFast không thể bỏ qua những kinh nghiệm xương máu về ô tô giá rẻ ở Việt Nam. Từng có những xe giá rẻ như Lifan, Cherry hay BYD đã lăn bánh trên đường Việt Nam và biến mất nhanh chẳng kém lúc đến. Thị trường Việt Nam sẽ có xe giá rẻ tử tế, nhưng không phải là lúc này. Renault là một ví dụ thành công với xe giá rẻ. Tập đoàn sản xuất xe của Pháp đầu tư vào thương hiệu xe rẻ Dacia của Romania và Kwid của Ấn Độ. Cả hai thương hiệu đều bán rất chạy với doanh số lớn. Riêng mẫu crossover Kwid có giá bán theo quy đổi chỉ dưới 100 triệu đồng. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV Havan của hãng xe Trung Quốc Great Wall Motor bán tới 800.000 xe một năm. Điểm khác biệt so với thị trường Việt Nam vẫn là vấn đề đã nêu ở đầu bài. Vậy thì, phát biểu tại buổi lễ ra mắt xe Aeteon, người đứng đầu bộ phận phát triển kỹ thuật của tập đoàn ô tô Đức Volkswagen, tiến sĩ Frank Welsh cho biết, trong nhiều năm chúng tôi đã tối ưu hóa ô tô để bảo đảm chất lượng cao dưới góc nhìn của thị trường châu Âu. Nhưng nếu qua đôi mắt của Trung Quốc hay Brazil, họ nói rằng chúng tôi đã đầu tư vào những thứ mà khách hàng không nhìn thấy, cảm thấy hoặc không phải trả. Thị trường Trung Quốc như thế ở vị trí thấp hơn so với thị trường ô tô châu Âu và Mỹ. Thế nhưng Trung Quốc hay Ấn Độ đều đã có công nghiệp ô tô, còn Việt Nam thì tay trắng, chưa có gì cả. Điều đó ảnh hưởng đến góc nhìn của người tiêu dùng đối với sản phẩm ô tô. Xe giá rẻ trong mắt người tiêu dùng Việt Nam lúc đó chỉ là cái xe bốn bánh lắp động cơ để đi trong mưa không bị ướt, đôi khi lại giống xe sang được giảm giá. Giải định vị của khách hàng rộng đến thế, nên VinFast cô uống thuốc liều hẳn cũng chưa dám nghĩ đến xe bình dân vào thời điểm hiện tại này. Tuy nhiên, trong tương lai điều ấy có thể thay đổi. Các mẫu xe được VinFast đưa ra hiện tại được các chuyên gia đánh giá nằm ở phân khúc D, đứng phía dưới những dòng xe sang như BMW 5 Series. Thiết kế như thế có thể lùi một khoảng để xe VinFast có thể nằm ở phân khúc thấp hơn, đơn giản nhất là bằng cách cắt bớt các tùy chọn. Lớn như tập đoàn Volkswagen còn có chiến lược làm xe giá rẻ cho các thị trường mới nổi, thì chẳng có lý do gì mà VinFast không thể làm, miễn là phải tới đúng thời điểm khi thị trường ô tô Việt đã phát triển cả về tầm vóc lẫn dân trí. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.